Xin chào mọi người, mình là Ezuka. Ở video trước, mình có hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Canva. Có nhiều bạn đã hỏi mình có cách nào có được tài khoản Canva Pro hay không? Thì ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có được tài khoản Canva Pro hoặc hack tài khoản Canva Pro. Now, let's start! Như các bạn đã biết, để có được tài khoản Canva Pro, bạn sẽ phải trả mức phí khá là cao như 199,99 USD một năm hay 150.000 một tháng cho gói 5 người. Tuy nhiên, như một cách để cảm ơn các trường học đã dạy dỗ và nuôi dưỡng học sinh, Canva cung cấp quyền truy cập Canva Pro cùng với một loạt các tiện ích cho lớp học miễn phí cho giáo viên và học sinh trên toàn cầu. Các giáo viên đủ điều kiện với bằng chứng nhận giảng dạy và việc làm của họ tại một trường học đủ điều kiện, nhận quyền truy cập Canva Edu. Đối với học sinh, chỉ cần có mail Edu do trường cung cấp là đã có thể tạo được tài khoản Canva Edu với đầy đủ chức năng. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị trước cho mình một cái mail có đuôi .edu. Các bạn bấm đăng ký, nhập đăng ký bằng Gmail, nhập tên và mail có đuôi .edu của mình. Nhập mật khẩu và sau đó confirm. Sau đó Canva sẽ gửi một mã xác nhận về mail có đuôi .edu của bạn. Sau đó bạn trở lại trang đăng nhập của Canva, nhập email, nhập mật khẩu như mình đã đăng ký. Trong trường hợp các bạn đăng nhập lại mà vẫn chưa thấy tài khoản chuyển thành tài khoản Canva Edu thì các bạn thoát ra và vào lại từ đầu. Sau khi thoát ra vào lại thì bạn sẽ nhận được thông báo như sau. Ở phần thông tin hiện lên chữ Canva Edu là bạn đã thành công rồi. Nếu bạn không có mail Edu thì phải làm sao? Đối với các tài khoản thường, các đồ họa hình ảnh đẹp mắt thì muốn sử dụng bạn sẽ phải trả phí cho chúng. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn một cái quick tip hack các ảnh đồ họa trong Canva. Ví dụ như là bạn muốn lấy ảnh cái bàn tay nhỏ kia nhưng mà nó bị dính dấu bản quyền của Canva Pro. Đầu tiên thì các bạn bấm chuột trái, chọn kiểm tra hoặc bấm phím F12 trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện lên số code HTML của bạn. Kích chuột chọn con trỏ như trên màn hình, trỏ đến nội dung hình ảnh mà bạn muốn dùng. Bạn sẽ thấy có một đường link dẫn chứa link ảnh của bạn. Kích đúp chuột 2 lần vào đó, Ctrl C và paste nó sang tab mới. Chọn tải xuống hoặc là copy hình ảnh. Vậy là bạn đã có một ảnh mà không bị dính dấu Canva Pro rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và chúc các bạn thành công.